Lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ phát khiếp. U60 không ai dám chạm. Lực sĩ thể hình trong độ tuổi U60 râu dài, đầu trọc và xăm kín toàn thân, trông rất dữ dằn. Chuyên trang thể hình Fitness Vol mô tả. Thoạt nhìn, vận động viên thể hình này trông giống như một kẻ xấu trong băng một băng đảng nào đó. Nhưng Juan Riker có một trái tim rất nhân hậu. Đó là Juan Riker, lực sĩ người Hà Lan, dù đã 55 tuổi ông vẫn sở hữu khối cơ bắp ấn tượng. Lực sĩ 55 tuổi từng giành những danh hiệu cao nhất ở các cuộc thi thể hình tại Hà Lan. Hiện tại ông chuyển sang giảng dạy trực tuyến cho nhiều học viên. Khi bạn già đi, cơ thể bạn sẽ thay đổi, giảm testosterone và tăng estrogen, nó làm bạn yếu đi. Sức mạnh giảm, bụng to hơn. Tập luyện sẽ giúp bạn có cơ thể cân đối, tâm lý ổn định, giúp cuộc sống mỗi người trở nên tốt hơn, Riker nói. Với chiều cao 1m90, nặng 91kg, lại xăm kín toàn thân, đầu chọc và để râu dài, Juan Riker trông thật dữ tợn và chẳng ai muốn gần một người như vậy. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Riker cho biết xăm hình lên người chỉ như một sở thích làm đẹp, râu dài để tạo phong cách. Và nếu ai tiếp xúc với sẽ hiểu ông là người rất nhân hậu.